your pleasure. Oh. Chiếc ba lô tiên cá này có thể trở thành gối nằm, quá tiện lợi. Và những chiếc đuôi tiên cá này có thể làm chiếu cho chúng ta nằm rất là sạch sẽ, đúng không các bạn? Đây, thấy chưa? Bây giờ chúng ta ngủ bụi nha các bạn nha. Rồi nhắm mắt lại ngủ đi. Làm người cá là như vậy. Người cá là sống không cần nhà cửa, chỉ cần đuôi cá và ba lô tiên cá, chúng ta có thể ở khắp mọi nơi trên thế giới. Giờ bạn Nori đã hiểu câu tứ hải là nhà là gì chưa? Chưa. Là bốn biển là nhà, chúng ta là người cá nên đi đâu cũng có thể là nhà của chúng ta. Ngủ đi rồi ngày mai mình sẽ bơi ha. Làm người cá thì chúng ta sẽ ngủ nằm, còn thành tiên cá rồi không cần ngủ nằm, chúng ta ngồi thôi cũng có thể ngủ được, sẽ vào trạng thái thiền định để nghỉ mệt. Đây là cảnh giới của ngủ tốt nhất nên rất là khỏe mạnh, giống Tây U nè.